Vâng, thưa quý vị, mở đầu chương trình với một thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết. Đó là theo thông tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, thì cơn bão Doxury cấp 14-15, giật trên cấp 17 đang hướng vào khu vực Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều qua ngày 24 tháng 7, thì một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Doxury đang hoạt động ở vùng biển phía đông của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17. Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định bão Doxury rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng bão sẽ gây mưa to, gió lớn, biển động dữ dội tại khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông, rất nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định về khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Theo quyết định, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 26 tập thể, gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Ban biên tập văn nghệ Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát múa rối Thăng Long, Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, Ban tuyên giáo quận ủy Ba Đình, Ban tuyên giáo quận ủy Cầu Giấy, Phòng văn hóa thông tin quận Hai Bà Trưng, Phòng văn hóa thông tin quận Long Biên, Phòng văn hóa thông tin huyện Hoài Đức, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Chương Mỹ, Đảng bộ phường La Khê quận Hà Đông, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức, Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội, Câu lạc bộ văn thơ quê gốm xã Bát Tràng huyện Gia Lâm, Câu lạc bộ chống quân xã Khánh Hà huyện Thường Tín, Câu lạc bộ chèo tàu xã Tân Hội huyện Đan Phượng, Câu lạc bộ hò cửa đình múa hát bài bông thôn Phú Nhiêu xã Quang Trung huyện Phú Xuyên, Câu lạc bộ cồng chiêng xã Ba Trại huyện Ba Vì, phường Rối Nước làng Ra xã Bình Phú huyện Thạch Thất vì đã có thành tích trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 23. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vừa có quyết định về việc ban hành đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Đề án được triển khai nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị tăng cao, khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch nội địa và quốc tế, góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Theo đó, đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, tăng thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch ở các địa bàn thực hiện đề án ít nhất là một đêm. Đến năm 2030, mở rộng hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại 9 trung tâm du lịch lớn trên cả nước, hình thành thương hiệu sản phẩm du lịch đêm của Việt Nam. Đề án đưa ra các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm như mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mô hình hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, mô hình mua sắm, giải trí đêm, mô hình tham quan du lịch đêm và mô hình giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống ban đêm. Một thực trạng đáng chú ý cho mỗi dịp nghỉ hè, đó là cứ vào những cái dịp như thế này thì tình trạng trẻ em bị đuối nước lại tăng cao. Hôm nay ngày 25 tháng 7 là ngày Thế giới phòng chống đuối nước. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng với MC Tố Quyên tham dự một lớp học bơi sinh tồn được các bạn nhỏ và phụ huynh rất đón nhận. Quý vị khán giả thân mến, ngày 25 tháng 7 là ngày Thế giới phòng chống đuối nước và theo số liệu thống kê cho thấy thì ở Việt Nam tỷ lệ trẻ đuối nước rất là cao, nhất là ở trong độ tuổi từ 7 đến 15 tuổi và lại nằm chủ yếu ở tất cả các trẻ nào mà đã từng biết bơi rồi do sự chủ quan của chính bản thân trẻ cũng như là người lớn. Và bản thân Tố Quyên cũng là một người đã từng biết bơi rồi, nhưng ngày hôm nay đứng trước khung cảnh núi non, sông nước hùng vĩ như thế này thì cảm giác cũng rất là run. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng theo chân Tố Quyên để tham gia trải nghiệm một lớp học kỹ năng sinh tồn bơi lội nhé. Mỗi năm ở Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Đuối nước xảy ra khi con người không thể thở được dưới nước trong một khoảng thời gian nhất định. Lượng oxy đi vào cơ thể sẽ bị giảm đi và làm cho các cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động do thiếu oxy. Để phòng đuối nước cho trẻ, việc đầu tiên và quan trọng nhất đó là dạy cho trẻ biết bơi. Con đã từng biết bơi rồi nhưng mà khi nhảy xuống chỗ sông hồ như thế này thì con cảm thấy rất là sợ hãi. Con sẽ bị mất bình tĩnh. Con đã biết bơi rồi và khi con bắt đầu bơi ở sông hồ thì con cảm thấy rất là sợ hãi bởi vì nó khác hoàn toàn với bể bơi. Tuy nhiên, biết bơi không là chưa đủ. Các bậc cha mẹ cần trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn, xử lý tình huống khi bơi cho các em nhỏ, như cần phải khởi động kỹ trước khi xuống nước, xử lý sao khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước phù hợp với lứa tuổi. Khi mà chúng ta biết bơi thôi thì vẫn chưa đủ.
Ngoài ra chúng ta còn sẽ phải học các cái kỹ năng phòng tránh đuối nước khác, ví dụ như đứng nước, ví dụ như các khi đang bơi chúng ta bị chuột rút thì chúng ta phải làm sao để còn không bị chuột rút, hoặc là khi chúng ta bơi vào với các cái dòng chảy xa bờ này, gặp xoáy này, hoặc là dòng chảy xiết thì chúng ta sẽ phải học các cái cách để còn chúng ta phải đối phó với cả các cái trường hợp xấu đó xảy ra. Con đã được các thầy cô hướng dẫn các kỹ năng khi bị đuối nước và được học cách giải cứu nạn nhân khi nạn nhân bị đuối nước. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, kể cả người biết bơi gặp phải tình huống nguy hiểm. Trên thực tế đã có nhiều trẻ nhỏ bị chết đuối ngay ở nhà, trong xô chậu rửa bát, chung vại đựng nước, bể cá cảnh, bồn cầu, bồn tắm, vũng nước nông, không bơi được. Những tai nạn đuối nước kiểu như thế này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Như vậy, bất kỳ một mặt nước hở nào cũng có thể là mối nguy với trẻ nhỏ khi nước có thể xâm nhập vào khí quản, làm ngạt thở dẫn tới đuối nước tử vong. Việc được trang bị những kỹ năng bơi sinh tồn, kỹ năng sơ cấp cứu người bị đuối nước sẽ giúp chúng ta giảm thiểu được những tổn thất do đuối nước gây ra. Vâng thưa quý vị, không chỉ phòng chống đuối nước, bơi lội cũng là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Môn thể thao này giúp cải thiện được vóc dáng và nhiều tác dụng khác nữa. Và nếu ai cũng muốn chọn cho mình một môn thể thao mà không có điều kiện để đến nơi có thể bơi lội thì cũng có thể chọn cho mình một số môn thể thao khác, ví dụ như là đạp xe chẳng hạn. Đây là cách đang được rất nhiều người lựa chọn vì phù hợp cho nhiều độ tuổi, giúp nâng cao sức khỏe và thậm chí là hỗ trợ điều trị bệnh nữa. Tuy nhiên thì giới trẻ hiện nay không chỉ bày tỏ sự yêu thích với việc đạp xe thông thường mà còn đam mê với bộ môn đạp xe nghệ thuật. Vô vàn những câu lạc bộ đã được lập ra, thu hút hàng trăm, hàng nghìn những bạn trẻ có hứng thú tham gia. Một hình thức tập luyện thể dục thể thao phổ biến mà bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm, vừa mang đến sự thú vị, rèn luyện sức khỏe, vừa có cả sự thách thức khi điều khiển xe chỉ bằng chân. Đạp xe nghệ thuật Fixed Gear hiện nay đã trở thành phong trào được đông đảo bạn trẻ khắp nơi yêu thích và đón nhận. Tại Hà Nội, một cộng đồng hội những người yêu thích xe đạp Fixed Gear đã lập ra thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Là người thành lập câu lạc bộ những người đam mê xe đạp Fixed Gear, anh Nguyễn Văn Lương vui mừng khi hiện nay đã có khoảng 11.000 thành viên và là ngôi nhà chung cho các bạn trẻ thỏa sức giao lưu học hỏi. Các buổi họp thì có thể diễn ra khoảng tháng một lần. Những buổi họp thì bọn mình sẽ có mục đích là để mọi người kết nối với nhau, gần gũi nhau, có những chia sẻ, những kinh nghiệm, những cái kỹ năng mới. Bạn nào chơi được có những kỹ năng nào hay để mọi người cùng chia sẻ với nhau để cho cái cộng đồng phía kia ngày càng phát triển một cách lành mạnh. Mình tham gia câu lạc bộ là mục đích của mình là chính là để rèn luyện sức khỏe và kết giao được với những nhiều người bạn mới. Xe đạp Fixed Gear là từ dùng để chỉ những chiếc xe đạp không có phanh. Bánh răng sau được bắt chết vào bánh xe khiến chiếc xe không cần phanh vẫn có thể giảm tốc độ. Đây là một trào lưu đường phố nổi tiếng trên thế giới và lần đầu tiên du nhập vào Việt Nam từ những năm 2010. Bộ môn này còn thể hiện rõ phong cách cá nhân, hướng đến sự độc đáo và tinh thần tự do. Điều khiển xe đạp Fixed Gear đòi hỏi kỹ thuật lái xe và sự linh hoạt, phải đạp liên tục để duy trì tốc độ, sử dụng chân để dừng xe, thực hiện động tác khó, đa dạng. Người trẻ yêu thích xe đạp Fixed Gear vì nó mang đến sự thú vị và thách thức khi điều khiển xe chỉ bằng chân. Những người chơi Fixed Gear phải học cách phanh bằng chân, điều khiển xe một cách bản năng nhất, đạp tiến, đạp lùi hay dừng lại. Với Fixed Gear, các tín đồ còn có thể sáng tạo ra muôn vàn kỹ thuật biểu diễn như nhào lộn, dê bánh, rip xe. Em biết tới bộ môn đạp xe nghệ thuật này là qua một video YouTube của một người Hàn Quốc. Thì từ đó em thấy chiếc xe này nó rất là đẹp và thú vị. Đồng thời là nó cũng giúp em rèn luyện sức khỏe khá nhiều nên em chọn bộ môn này. Chiếc xe này sự phanh phải đạp ngược lại rất là khó nên là em ngã có rất là nhiều lần. Nhưng mà sau khi ngã thì em cũng đã quen dần. Từ lúc đến bây giờ thì em cảm giác là mình có rất nhiều sự thay đổi về ngoại hình và cái sức khỏe của mình. Cảm giác nó khá là khỏe hơn khi mà mỗi ngày có thể là đạp xe của bạn bè. Trong tương lai, anh Lương mong muốn cộng đồng đam mê yêu thích với bộ môn đạp xe nghệ thuật Fixed Gear sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ ở khu vực Hà Nội mà còn cả ở những tỉnh thành khác. Ngoài ra, anh hy vọng sẽ tổ chức nhiều hơn những buổi giao lưu, gặp gỡ gắn kết lành mạnh giữa những người bạn có đam mê về bộ môn này. Vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình tập huấn livestream bán hàng cho các chủ thể OCOP Phú Thọ nhằm xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình, các chủ thể OCOP được tập huấn hướng dẫn tiếp cận bán hàng live stream trên nền tảng TikTok Shop Việt Nam. Theo chủ trương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, TikTok với vai trò đối tác chiến lược đã không ngừng đưa ra những sáng kiến mới nhằm xúc tiến thương mại sản phẩm nông thôn, tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời chuyển đổi số nông thôn mới theo định hướng nông thôn mới thông minh. Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp cũng phối hợp với TikTok Shop Việt Nam hỗ trợ về cơ sở vật chất, live stream bán hàng, vấn đề logistics sản phẩm đến người tiêu dùng. Chiến dịch kết nối hỗ trợ bà con nông dân quảng bá và kinh doanh nông sản trên nền tảng số sẽ tiếp tục được thực hiện xuyên suốt trong 2 năm tới, hứa hẹn sẽ giúp người nông dân tự tin kinh doanh hiệu quả từ các nền tảng online. Xóa bỏ chợ cóc, từng bước xóa bỏ chợ tạm. Đây là những mục tiêu lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được triển khai liên tục hàng chục năm nay. Nhiều văn bản đã được ban hành, nhiều đợt ra quân rầm rộ cũng đã diễn ra. Thế nhưng có thể nói là hiệu quả đạt được thì vẫn còn thấp và sáng làm, chiều lại vừa bộn. Hệ lụy về môi trường, cảnh quan đô thị và nghiêm trọng nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ cóc là điều rõ ràng gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân. Thế nhưng để mục tiêu không còn chợ cóc trên địa bàn thành phố thì có lẽ sẽ còn cần rất nhiều thời gian hơn nữa. Nước thải, rác thải, phế phẩm sau giết mổ đổ bừa bãi, bốc mùi hôi thối, hàng quán bày bừa, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông, tiếng động ầm ĩ suốt ngày đêm. Và có lẽ chẳng ai phải chịu trách nhiệm về những loại hàng hóa là thực phẩm đang được bày bán tại đây. Đó là những thực tế đang diễn ra tại chợ cóc Kim Liên, với hàng trăm gian hàng lớn nhỏ được bày bán suốt chiều dài hơn 200 mét dọc tuyến đường nằm giữa khu tập thể Kim Liên. Thường hỏi công dạy bốc hơi lên, nói chung là ô nhiễm, sạch sẽ. Công dạy đấy là nó mới hút đi hôm qua hôm kia chưa. Hai hôm trước chỗ này em còn phì còi, tắc cống nó phì lên. Rõ ràng những hệ lụy của chợ cóc tại đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan đô thị và đời sống của một bộ phận cư dân khu tập thể Kim Liên. Vậy tại sao khu chợ này vẫn có thể tồn tại suốt nhiều năm qua sau bao đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị của lực lượng chức năng? Nhóm phóng viên thời sự đã thực tế tại đây trong vai người bán hàng. 850 một tháng còn đâu được thuê chỗ ngồi nữa, rác nữa. Hàng tháng phải thuê chỗ ngồi nữa. Ừ. Thì cũng muốn bao nhiêu tiền? Mấy triệu. Nếu những thông tin chúng tôi thu thập được là đúng như vậy, với hơn 100 gian hàng, số tiền thu được hàng tháng ở đây là không nhỏ. Đây lại là chợ cóc, đồng nghĩa với nó là không có ai quản lý và cũng chẳng có đơn vị nào trực tiếp thu tiền. Vậy ai là người hưởng lợi? Câu hỏi này xin được gửi tới các cơ quan chức năng quận Đống Đa. Khi mình đóng tiền trong cóc, cái thằng trật tự, nó công an nó đi thu vé xe vẽ, thu tiền hàng tháng. Đành rằng thói quen mua bán vỉa hè, chợ tạm, chợ cóc đã trở thành thói quen của người dân thủ đô hàng trăm năm nay. Đành rằng những gian hàng này đã mang lại khoản thu nhập cho một bộ phận tiểu thương. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của thủ đô, việc thay đổi thói quen mua sắm của người dân, đảm bảo văn minh và an toàn thực phẩm là tất yếu. Chính vì vậy, việc xóa bỏ chợ cóc, từng bước xóa bỏ chợ tạm là trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở. Không thể vì lợi ích, sự tiện lợi của một số người, còn hệ lụy cả cộng đồng phải gánh chịu. Chuyển sang những thông tin về giáo dục. Để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh tự do, hệ thống đăng ký xét tuyển sẽ được mở lại từ 9 giờ ngày 26 tháng 7 đến 17 giờ ngày 28 tháng 7. Để các điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển, hệ thống sẽ được mở lại từ 9 giờ ngày 26 tháng 7 đến 17 giờ ngày 28 tháng 7. Để các điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các điểm tiếp nhận rà soát tạo tài khoản cho thí sinh, tuyệt đối không để sót phiếu đăng ký. Các cơ sở giáo dục đại học có thí sinh xét tuyển sớm, rà soát thông báo cho thí sinh để biết tạo tài khoản và đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Các sở giáo dục và đào tạo cùng các sở giáo dục đại học thông báo rộng rãi thông tin này để thí sinh biết và thực hiện trong thời gian quy định. Các thí sinh cần lưu ý mốc thời gian mở lại hệ thống để hoàn thiện việc đăng ký tài khoản và các nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo đúng quy định. Thời gian để thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 là 17 giờ ngày 30 tháng 7. Kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, hoàn thiện cơ sở vật chất, xây mới trường học luôn là yêu cầu cấp bách trước việc tăng dân số cơ học tại nhiều quận huyện của thủ đô.
Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi được đến trường, được học tập của học sinh. Với đặc thù là quận lõi nội của thủ đô Hà Nội, thì để có một ngôi trường mới đáp ứng đầy đủ tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của chính quyền quận trong thời gian qua. Những người thợ xây này đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để trường tiểu học Đống Đa, quận Đống Đa kịp bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm học 2023-2024. Với tâm lý hào hứng, nhiều phụ huynh đã có mặt để tận mắt quan sát ngôi trường mới mà con em họ sẽ theo học trong năm học này. Thông báo tới tất cả các phụ huynh thì trường tiểu học Đống Đa là được tách từ trường tiểu học Kim Liên với cái bề dày truyền thống là hơn 60 năm. Thì chúng tôi là phụ huynh thì cũng rất là mong chờ cái ngôi trường mới sẽ tiếp nối những cái truyền thống của ngôi trường tiểu học Kim Liên cũ. Các con của tôi thì hiện nay đang rất là háo hức để được đến trường với một cái ngôi trường khang trang và các con được học tập với những cái phòng chức năng mới hiện đại. Và mỗi một phòng thì lại có một cái chức năng riêng biệt và các con đều đang háo hức. Tổng mức đầu tư cho trường tiểu học Đống Đa là hơn 117 tỷ đồng. Với đầy đủ các tiêu chí để trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong năm học này, hai nhà trường cũng sẽ tiến tới xây dựng hai trường trở thành hai trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Với tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, nhà trường cũng được đầu tư toàn bộ mới về cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị, gồm có quy mô 31 phòng học, và các phòng chức năng, khu thể chất đáp ứng và thư viện nhà trường đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện tốt nhất để học sinh có thể tới trường trong năm học mới này. Với đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm từ trường tiểu học Kim Liên chuyển sang, có thể khẳng định trường tiểu học Đống Đa khi đi vào hoạt động giảng dạy sẽ là lá cờ đầu của ngành giáo dục quận nói riêng và ngành giáo dục thủ đô nói chung. Được tách ra từ ngôi trường có bề dày truyền thống, thì đội ngũ giáo viên trường tiểu học Đống Đa chúng tôi chắc chắn sẽ phát huy những nền tảng mình sẵn có để xây dựng trường tiểu học Đống Đa là một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, là cái nôi để rèn rũa các em học sinh sao cho các em có một môi trường phát triển một cách toàn diện nhất. Rất là hạnh phúc với các thầy cô đã có một cái kinh nghiệm, có một cái danh tiếng của trường. Thế vào hôm nay thì trường tiểu học Đống Đa kế thừa cái truyền thống đó, thì với các thầy cô của trường tiểu Đống Đa, chúng tôi đánh giá một cách rất khách quan là các thầy cô vừa có tâm vừa có tầm. Đây là một yếu tố rất là cần với mỗi phụ huynh chúng tôi khi gửi gắm con ở đây. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, trường tiểu học Đống Đa sẽ là trường chuẩn quốc gia trong năm nay. Toàn quận Đống Đa hiện có hơn 40 trường học đạt chuẩn quốc gia. Có được kết quả này, đó là nhờ sự quan tâm sâu sát của chính quyền quận, ngành giáo dục quận trong công tác giáo dục, từ đó đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân đã tổng kết 5 năm thực hiện chương trình chống rác thải nhựa với những thành quả đáng ghi nhận như thu gom rác thải nhựa, phế liệu, làm sạch môi trường, góp 5.000 phần quà hỗ trợ trẻ em mồ côi, phụ nữ khuyết tật khó khăn trên địa bàn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kể từ năm 2019, Hội Phụ nữ quận Thanh Xuân triển khai có hiệu quả phong trào bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, như mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông vì môi trường, tiết kiệm đồ tái chế trồng cây xanh, sân chơi cộng đồng từ đồ tái chế, đổi phế liệu lấy cây xanh, mô hình biến điểm rác chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản. Hội đã tổ chức 155 buổi truyền thông, tuyên truyền, 13 lớp học nghề dạy làm các sản phẩm từ đồ tái chế, thu hút 451 người tham gia, như lớp dạy đan làn, đan túi thời trang, làm đồ dùng sinh hoạt, đồ lưu niệm trang trí, làm chậu trồng cây, tổ chức được 10 hội chợ giới thiệu các sản phẩm tái chế. Năm 2023 này, Hội Phụ nữ quận Thanh Xuân vận động gần 20.000 hội viên cam kết dùng làn, túi vải, hộp nhựa khi đi chợ, tặng 3.800 làn nhựa, 1.500 hộp đựng thực phẩm, 1.000 cuộn giấy ni lông sinh học, 8.000 chai thủy tinh tặng cán bộ hội viên phụ nữ. Thưa quý vị, cứ vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, những khoanh ruộng bậc thang của người dân miền núi Hà Giang lại được lấy đầy áp nước để chuẩn bị cho vụ cấy mới. Khi nước về, người dân xuống ruộng làm đất và cấy lúa. Những khoanh ruộng bậc thang lúc này như những tấm gương phản chiếu đất trời, tạo nên những bức tranh cuốn hút. Những khoanh ruộng bậc thang mùa nước đổ cứ thay đổi màu sắc theo thời gian, không gian của một ngày, khiến cho du khách không thôi nao lòng bởi vẻ đẹp của những dải lụa vắt ngang lưng chừng trời. Mùa nước đổ chỉ là một mùa trong năm của khung thời vụ trên những ruộng bậc thang, bắt đầu của một vụ mới, bắt đầu của niềm tin và hy vọng về sự ấm no đủ đầy
Nếu lướt thời gian thì mùa xuân là sự khởi đầu của một năm, thì trong nông lịch của người vùng cao, mùa lúa nước thì mùa nước đổ bắt đầu của sự sinh sôi. Đó cũng là thời khắc đánh dấu sự gieo hy vọng và cầu mong mùa này năm nay thóc lúa đầy nhà, gia đình luôn hạnh phúc.